Kính thưa quý vị, các nhà lãnh đạo đối lập Syria yêu cầu Hoa Kỳ chống lại không lực của chính phủ, tin từ Doha. Nhà lãnh đạo đối lập ngồi vào chiếc ghế Syria lần đầu tiên tại cuộc họp Thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập ở Doha đã nói rằng Hoa Kỳ cần phải giúp triệt tiêu không lực của quân đội Al-Assad. Ông Moaz Al-Khatib là một đạo trưởng người Sunni đã tiếp nhận chiếc ghế bỏ trống của Syria tại Hội nghị Liên đoàn Ả Rập, mặc dù ông ta đã loan báo từ chức Chủ tịch Liên minh Quốc gia Syria trong ngày Chủ nhật. Ông Al-Khatib đã nói rằng chế độ Al-Assad đã không chịu chấp nhận bất cứ giải pháp nào có thể giải quyết cuộc khủng hoảng. Ông ta hoan nghênh mọi giải pháp chính trị có thể giúp bảo vệ người dân và giúp Syria tránh tiếp tục bị tàn phá. Dân quân trang bị vũ khí cá nhân đã phải chống lại trực thăng và phi cơ phản lực của chế độ. Ông ta muốn cảm ơn chính phủ các nước trên thế giới, nhưng Hoa Kỳ đã giúp đỡ nhiều hơn hết. Ông đã gặp Ngoại trưởng John Kerry và đã yêu cầu Hoa Kỳ nới rộng chiếc dù hỏa tiễn Patriot bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ xuống miền Bắc Syria đang do dân quân kiểm soát. Ông đang chờ câu trả lời của NATO. Đây là sự bảo vệ sinh mạng thường dân Syria, không phải là can thiệp quân sự. Quốc vương Qatar là người mạnh mẽ ủng hộ dân quân chống chế độ Al-Assad đã mời phe đối lập Syria tham dự hội nghị, mặc dù nội bộ của Liên đoàn Ả Rập vẫn còn chia rẽ trong việc trao ghế hội viên cho phe đối lập Syria. Liên đoàn Ả Rập đã ngừng tư cách thành viên của Syria trong tháng 11 năm 2011. Qua bài diễn văn khai mạc hội nghị, quốc vương Hamad bin Khalifa al-Thani đã kêu gọi Hội đồng Bảo an giúp ngưng đổ máu tại Syria, đưa những kẻ tội phạm tàn sát dân chúng ra tòa án hình sự quốc tế. Chiến tranh Syria đã làm trên 70.000 người chết, trên 1 triệu người phải chạy qua các nước lân bang tị nạn. Sự chia rẽ tại Hội đồng Bảo an, một bên là Nga và Trung Cộng, một bên là các nước Tây phương, đang làm cho Hội đồng bị tê liệt, không thể thông qua một bản nghị quyết nào đối với Syria.